Thầy vừa rồi chúng ta làm một câu được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại công tâm 2023-2024. Đầu như C là đề như sau. Hòa tan 36,3 gam hỗn hợp E gồm có 3 chất bằng lượng vừa đủ HCl. Sau khi vẫn kết thúc thì thu được dung dịch X chứa một chất tan duy nhất. Đồng thời thoát ra 4,8 hỗn hợp Z. Có thể khấu đối với hydro là bằng 8. Khi làm lạnh dung dịch X đến 10 độ C thì thu được 39,8 gam muối tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của thằng này ở 10 độ C là 62,4. Đi cầu chúng ta là tìm công thức của mũi T. Thế thôi. Các bạn nào phân tích đây cho thầy là bài này chúng ta có bao nhiêu ẩn và bao nhiêu dữ kiện và cách để chúng ta làm thì bằng như thế nào? Lượng hào tỉ khối hơi của Z2 là 8 thì mình đường chéo được tỷ lệ của CO2 2 còn dựa vào ký gam hỗn hợp là tìm được mô này nó chuyển về được H2 chuyển về được Fe với CO3 FeCO3 rồi vào cái thằng hỗn hợp E thì tìm được FeOH2 Đúng rồi. xong rồi chuyển hết số mol qua HCl là tìm được mờ dung dịch rồi làm tiếp đến phần muối tính C100 hai thằng rồi là tỷ lệ xong. Tức nghĩa là cái dựa vào cái hỗn hợp này thì em tìm được mol khí khí đây là hydro và CO2 đúng chưa? Mà hydro thì do Fe sinh ra mà CO2 thì do FeCO3 sinh ra. À, khi đó chúng ta dựa vào 36,3 gam thì chúng ta tới được mol FeOH2 đúng như đang ơi. Dạ vâng. À, có 3 mol thằng này tới được mol HCl và chúng ta tính được mờ dung dịch sau phản ứng. Như vậy chất tan duy nhất đây đó là FeCl2. Đúng chưa? Vì vừa đủ mà. Tiếp. Khi làm lạnh thì FeCl2 chúng ta sẽ dạng cái dạng tinh thể ngậm nước. Được chưa? Và người ta kêu là có 39,8 gam muối tách ra. À, cái mấu chốt bài toán này đó là chúng ta cần phải giải mã thầy cái độ tan này cho để làm gì. Nếu bạn hiểu được điều này thì bạn đặt bút làm luôn, còn không thì chúng ta làm từ từ. À, các bạn biết là người ta cho độ tan 10 độ C là 62,4 để làm gì không ạ? Dựa trên công thức tính độ tan hoặc là công thức tính C phần trăm để tính N. Ok. Ừ, tạm thời như vậy đi. Và thông thường cái bài toán này để chúng ta xử lý thì bữa trước thầy đặt các bạn rồi. À, chúng ta chỉ cần phân tích ẩn và dữ kiện là làm xong thế thôi. Được chưa? Bây giờ em xử lý cái Z trước đi. Không thì em cứ đưa làm bình thường đi. Chúng ta đặt cái số mol Fe là A mol. FeOH2 lần là B mol. Quý em cứ đụng có dạng toán và tinh thể ngậm nước nó nhiều không quý ơi? Yeah, cũng nhiều rồi thầy. Hơn thì sao? Dạ cũng nhiều thầy. Cái này đều Vũng Tàu nó hay ra lắm các bạn ở Vũng Tàu. Nó hay ra lắm. ABC. Đầu tiên em cứ tính ABC rồi chúng ta xử lý tiếp. Rồi ok. Đầu tiên sẽ lấy cho thầy cái hỗn hợp đây. Hỗn hợp đầu tiên đó là 56A cộng 90 của chúng ta. 90B. C. Cái nhau ăn nhau đằng cuối thêm ạ. Còn lúc đầu ai cho làm được. Đề công tâm thì không khó thêm ạ. So với đề công tâm tại Gia Lai thì đề Đắk Lắk khó hơn nhiều. Khẳng định bạn luôn. Đề Lắk của thầy nó cho ghê lắm. Rồi, chúng ta có này. Ở đây mình có hai cách xử lý cái hỗn hợp chế này. Một, chúng ta dựa vào công thức đường chéo. Hai là chúng ta dựa vào phương án giải hệ em nha. Ok, mình sẽ có là tỷ khối của Z này đối với hydro.
là bằng m lớn z chia bằng 2 bằng 8, sẽ ra m z bằng 16. Thì từ đây em sẽ tính được mol z luôn. Khối lượng là 4,8 chia cho 16 thì bằng 0,3. Và khi đó em tìm được biểu thức thứ hai, chỉ có nó. Hai biểu thức nữa. Mol của hydro là A, mol này là C. Mình có mol mol Z là bằng A cộng C và bằng 0,3. MZ là 2A cộng 44C. Câu này dễ em nha. Bằng 4,8. Bài này chúng ta chỉ có một, chúng ta lăn tăn ở chỗ có cho độ tan để làm gì thôi. Mà muốn vậy từ từ cứ xử lý hết đã. Em tính cho thầy A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu và C bằng bao nhiêu. Các bạn là giai đoạn cuối cùng của sách giáo khoa rồi, do đó cố gắng hoàn thành tốt đi em. Y bằng 0,2, y bằng 0,1. 0, 2, 0, 1, C. Nhà B 0,15, C phải đến. A bằng 0,2, C bằng 0,01. B bằng bao nhiêu? 0,15. Ok. Như vậy một chất tan duy nhất đây là FeSl2 đúng không em? Như vậy dung dịch Y chứa FeSl2. Số mol là A cộng B cộng C. Để thêm ta ghi rõ ra nha. Chứ người ta không hiểu mất công bị trừ điểm. Cái trình bày của thầy ngắn lắm em ạ. Siêu ngắn luôn. Giờ thầy có thể phá cách cho bạn được luôn. Bạn tính cho thầy nó là bằng 0,25 02 045. Rồi tiếp tục. Bây giờ khi cái này chúng ta làm gì em ạ? Ở đây chúng ta chưa sử dụng tới HCl. Mà liên quan tới độ tan thì chúng ta cần phải tính được m dung dịch Y trước đã rồi tính tiếp. Mà muốn tính m dung dịch Y thì chúng ta cần tính m dung dịch HCl. Mà muốn tính m dung dịch HCl thì dễ rồi. Chúng ta tính m dung dịch HCl luôn em ha. Ta làm tắt em nha. Em lấy 36,5 em nhân cho mol là 2A. 2A cộng 2B cộng 2C. Mà A cộng B cộng C là bằng 0,45. Rồi em nhân cho 100 em chia cho 36,13. Bạn tính cho thầy bao nhiêu ạ? Chín mươi và 92 gam. Chút xíu em nha. Rồi em đi tính cho thầy m dung dịch FeSl2 đi. Rồi từ từ chúng ta xử lý tiếp. Với dung dịch FeSl2 em ta lấy 36,3. Em cộng cho dung dịch HCl. Ok, em tính cho thầy đi. 90,92, các bạn có màn hình chia sẻ chưa? Chúng ta trừ đi khí là CO2 và hydro mà nó bằng 4,8 rồi. Các bạn có màn hình chia sẻ chưa? Được. Một hai hai phẩy bốn hai. Rồi. Bây giờ mới quan trọng này. Bây giờ người ta làm lạnh thì bạn nhớ thay là cái kiểu mà làm lạnh như thế này. Thì muối của chúng ta nếu mà khô cạn thì nước sẽ bay hết. Mà làm lạnh thì muối chúng ta cái dạng là tinh thể muối ngầm nước. Hiểu chưa? Đó mình có phương trình này. FeCl2 cộng cho N phân tử nước. Để ta tạo thành FeCl2 N nước. Người ta kêu là có 39,8 gam muối T tách ra. Thế bạn muối T là muối nào ạ? Muối T là muối nào em ơi? Phải là FeSl2 ngậm N phân tử nước không ạ? Đúng không bạn ơi? Đúng. Rồi.
Như vậy trong trường hợp này FeCl2 có dư không ạ? Như vậy đây là cái lượng phản ứng này và nó có thể dư em nhé, FeCl2 dư. Và ăn nhau bài toán này được như đó thôi. Như vậy ở đây mình sẽ cho số mol của thằng FeCl2 tách ra là d mol đi. Thì thằng này tổng số mol của FeCl2 là 0,45. Như vậy sẽ là 0,45 trừ d. Cái kiến gì không ạ? Đây là d mol. Như vậy khi đó em sẽ có biểu thức đầu tiên, đó là mũi t. Đây là t này. Em tính cho thầy đi, FeCl2 là bao nhiêu ạ? Một hai bảy cộng 18 n nhân cho d và bằng 39,8. Rồi em cần tìm cho thầy một biểu thức nữa là xong. Đây là biểu thức chứa n và d, còn một biểu thức nữa. Muốn vậy em dựa vào độ tan là 62,4 gram. Bạn biết là độ tan bây giờ của nó là 62,4. Độ tan sẽ bằng khối lượng chất tan trên khối lượng nước nhân 100. Bây giờ em tầm được không ạ? Như vậy em sẽ tính được cái m dung dịch, đúng không? M dung dịch sau khi làm lạnh là tính như thế nào đây Khải? Dạ, mình lấy cái m dung dịch tổng thể ban đầu có là mình trừ đi cái tủ ở cái tinh thể. Rồi bằng bao nhiêu? Tám chín hả? Sao đúng? Bây giờ các bạn 82,62. Rồi. Đây là m dung dịch, m cho tan em có chưa? M cho tan lấy FeCl2 dưới chứ nữa. Như vậy độ tan này, độ tan được kêu S này của FeCl2 này ở 10 độ C sẽ bằng khối lượng FeCl2 chia cho khối lượng nước nhân 100. Tương đương FeCl2 của chúng ta là bao nhiêu ạ? S ở đây là 62,4. Khối lượng FeCl2 là bằng 127 nhân cho 0,45 trừ D. Mở nước chúng ta tính như thế nào đây ạ? Mở nước phải là lấy 82,62 không? Trừ đi 127 nhân cho 0,45 trừ d. Có kính nhiều không em ơi? Và từ đây em suy ra được d bằng bao nhiêu. Và khi có d rồi chúng ta sẽ ra được n. Và có n thì bài toán xong hết. Thì câu này không khó em ạ. D bằng 0,2. D bằng 0,2 em thấy cho đây em tìm n đây. N bằng 4. Vậy công thức bây giờ là FeCl2 ngậm 4 phân tử nước. Rồi các bạn ý kiến gì chỗ này không ạ? Dạ không. Nói cho em. Dạ, ok, thầy nghĩ câu này nó không khó đâu em. Cái mấu chốt bài toán này cần phải hiểu được độ tan, thế là xong nha. Độ tan là bằng khối lượng chất tan còn lại sau khi đã tách cái tủa chia khối lượng nước nhân 100, thế là xong nha.